Hôm trước em có quay giới thiệu cho các bác con súp Focus mà quay tổng hợp chưa khui hàng. Có nhiều bác yêu cầu khui hàng con Focus này, dòng loa của Pháp, thương hiệu Pháp. Chưa? Focus này. Đây hôm nay em khui cho các bác đây. Phải nói là nó quá khủng cho các bác chưa? Đấy. Các nhìn nó khủng chưa? Con mạch này nó bo liền với cái củ này. Con Focus này bát nó chỉ là bát 20 thôi. Bát 20 thì phải nói là nó quá gấu, quá khủng cho các bác luôn. Bác nào đang muốn bát hoặc súp cho những bộ dàn âm thanh cao cấp thì đây, có cướp cho các bác đây. Ngoài ra đây, bên này bên trong còn rất là còn bo này, còn mạch này. Bo mạch, các bác nhìn chưa? Con này còn cả thùng, còn cả vỏ luôn ạ. Còn cả vỏ hộp luôn nhé, còn cả vỏ hộp luôn ạ. Hộp xốp đấy, còn thùng xốp đấy. Còn thùng xốp luôn cho các bác. Mức giá 4 triệu 8 con này. 4 triệu 8 con này. Đây về phía sau đấy. Phía sau của nó có hai cầu điện. Các bác có thể dùng điện là 115V hoặc điện 230V. Đây đang gạt 230V các bác cắm bình thường rồi. Được chưa? Thương hiệu Focus này thì các bác cứ vào Google các gõ xem nó nổi tiếng như thế nào để các bác biết ạ. Focus, được chưa? Có các chế độ đánh này, auto này. On này hoặc point auto. Auto như này là quý vị và gạt về bên này là cái chế độ auto này em nhớ là khi là nó không có tín hiệu cấp, ví dụ các bác cắt tín hiệu từ bộ dàn đi ấy, thì bác quên tắt súp thì auto này sẽ tự động tắt nguồn rồi. Được chưa? Thương hiệu Focus thì quá nổi tiếng rồi. 4,8 triệu một chiếc ạ. Đấy. Bát úp gầm, lỗ thông hơi dưới gầm luôn. Đấy. Rất độc dị luôn. Nếu bạn nào có nhu cầu liên hệ, cảm ơn. Đấy, quá khủng chưa? Đừng chê nữa. Đấy, nó quá khủng luôn.